Sao tôi nghĩ đúng như cái game tôi ưng quá vậy trời? Đó, đúng đúng rồi, đúng rồi. Mình muốn các bạn biết là mình rất thích cái game 100 bài hát thử thách nha. Em thích gì hả? Ngày nào cũng hát mà sao quên vậy? Đừng để anh gặp em ở ngoài nha cưng.